Đức thắng thì chẳng bất ngờ, nhưng mà thắng tới 5-1 thì kể ra cũng khiến cho các đối thủ cảm thấy hơi nản. Niềm vui của các cổ động viên chủ nhà thì hẳn quý vị có thể tưởng tượng ra được đúng không ạ? Và ngay sau trận đấu này thì cổ động viên Đức đã đổ ra tràn ngập các con phố để ăn mừng chiến thắng. Khu vực Fan Zone cũng là một trong những nơi náo nhiệt nhất. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đang tác nghiệp tại Munich, nước Đức. Hôm nay, Fan Zone lớn nhất của Euro 2024 mới bước vào chính tiệc. Đó chính là trận khai màn của đội tuyển Đức gặp đội tuyển Scotland. Và quý vị có thể thấy được, ngay trước thềm trận đấu, một bầu không khí lễ hội đang được tạo ra. Ngày hôm nay dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu người dân Đức sẽ đổ về đây trên con phố 17 tháng 6 dài hơn 2 km này. Và tất cả đều kỳ vọng rằng sẽ có một chiến thắng dành cho đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức chiến thắng. Mong ước này đã sớm trở thành hiện thực khi các học trò của huấn luyện viên Nagelsmann đã liên tục khiến người hâm mộ được đứng ngây trong men say chiến thắng với các bàn thắng vô cùng ấn tượng. Nhìn một biển người ở fan zone lớn nhất Euro cùng nhau ăn mừng mới thấy tình yêu bóng đá của người dân Đức là lớn đến như thế nào. Chúng tôi mạnh hơn thì chúng tôi thắng thôi. Sau những trận giao hữu khá trơn trượt thì đội tuyển Đức đã trở lại đúng với phong độ của mình bằng thắng lợi tưng bừng trước đội tuyển Scotland ở trận đấu khai màn của Euro để làm nức lòng người hâm mộ. Lại có một đêm không ngủ ở Berlin. Hoàng Cường, Quang Trung, phóng viên Đài truyền Việt Nam, những người cũng đang hòa mình vào bầu không khí chiến thắng của đội tuyển Đức.